đậu trâu, cưới vợ, làm nhà là ba việc quan trọng nhất của đời người. Sở hữu một căn nhà đẹp cả về hình thức lẫn phong thủy là điều mà ai cũng mơ ước. Thuận theo phong thủy nhưng cũng phải phù hợp cả về công năng, thói quen sinh hoạt của gia đình. Có như vậy mới tạo ra cảm giác thoải mái, dễ chịu nhất cho mọi người. Hôm nay, Phong thủy Tam Nguyên sẽ giới thiệu cho quý vị một bộ hồ sơ xây nhà mới của Phong thủy Tam Nguyên mới thực hiện. Đây là căn nhà liền kề của một gia chủ sinh năm Mậu Thìn 1957 tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình cô chú mong muốn xây dựng một ngôi nhà 4 tầng cho đại gia đình trong diện tích xây dựng là 90m². Tầng 1 bao gồm khu vực để xe, một phòng bếp, một phòng ăn kèm theo một phòng ngủ. Tầng 2 bao gồm một phòng khách, một phòng vệ sinh chung và hai phòng ngủ. Tầng 3 làm hai phòng ngủ to khép kín. Và cuối cùng là tầng 4, bao gồm một phòng thờ gia tiên, một phòng giặt đồ, một sân phơi. Trong nhà yêu cầu có cả thang máy và thang bộ để tiện đi lại. Trên sân thượng làm không gian mở, trồng nhiều cây xanh để hóng gió, cả gia đình thư giãn. Sau khi trao đổi và hiểu được mong muốn của cô chú, đội ngũ chuyên gia phong thủy và kiến trúc sư của Phong thủy Tam Nguyên đã ngay lập tức bắt tay vào họp bàn, phân tích và cho ra kết quả. Căn nhà lập hướng Tây Nam không phù hợp với tuổi trạch chủ Đinh Dậu. Gia chủ cư trú trên trạch đất này bình hòa ổn định. Tuổi Đinh Dậu có thể chọn trạch đất hướng Đông, Tây Bắc làm kinh doanh hoặc cư trú sẽ phát triển lâu dài và bền vững. Họa tiết trang trí ngoại thất nên chọn ngũ hành hòa thổ, các hình đa giác, hình zig zag, hình sao, hình vuông. Gạch lát vườn thì nên chọn màu đỏ ruby, màu nâu, nâu vàng, vàng cam, vàng. Lát gạch chéo 45 độ hoặc lát có nhân. Tư vấn kích thước cửa với các thông số chi tiết về chiều rộng, chiều cao cho cửa chính, cửa thông phòng và số bậc thang nên làm. Ngoài ra, Phong thủy Tam Nguyên còn hướng dẫn phương pháp động thổ, vị trí động thổ, tuổi động thổ phù hợp như sau. Gia chủ giữ thân thanh tịnh trước thời điểm động thổ 3 ngày để việc làm lễ linh ứng. Trước giờ ngày làm lễ động thổ, gia chủ đến một trong những nơi sau: đình, đền, miếu, phủ, chùa, gần công trình xây dựng để làm lễ, trình bày xin phép được động thổ trên khu đất xây dựng công trình. Tẩy uế, xông khí đất tại khu vực xây dựng và nơi đặt bàn làm lễ bằng bột trừ tà, khai vận. Bàn đặt lễ để giữa hoặc phía trước khu đất, khi lễ quay mặt hướng vào trong khu đất. Gia chủ làm lễ xong, tiến hành động thổ vào các vị trí theo thứ tự từ 1 đến 3, Đông Bắc 45 độ, Nam 180 độ. Tây Nam 225 độ, mỗi vị trí đào sâu xuống 30cm, gia chủ làm chủ lễ, gia chủ tự động thổ hoặc nhờ tuổi 1966 Bính Ngọ, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ. Sau khi hoàn tất việc động thổ, chờ hết hương, gia chủ tạ lễ rồi tưới rượu cúng xuống các vị trí đã động thổ hoặc trước đất, hóa hoặc đốt vàng mã vào giữa đất, lưu ý không tưới rượu, nước vào vàng mã đang cháy. Phương pháp trấn trạch giúp hóa giải tà khí, tăng cường sinh khí. Sử dụng long quy thạch anh hồng hoặc cầu đá thạch anh thổ hoặc hỏa. Sau khi đào móng, trước khi đổ móng hoặc đặt sắt, gia chủ chọn ngày giờ tốt để đặt pháp khí tại các vị trí đánh dấu. Có thể đặt vào trước thời điểm lát nền. Cách đặt: đào hố nhỏ lấy tại mỗi vị trí đặt pháp khí phong thủy như hình hướng dẫn. Lưu ý cần xông đất, tẩy uế đất tại các vị trí đặt trước khi an vị các vật phẩm phong thủy. Khi làm, càng ít người biết, trông thấy càng tốt. Trong bộ hồ sơ có kèm theo hướng dẫn về nghi thức và văn lễ khi đặt. Trải một lớp thạch anh xanh, hồng, trắng, tím, vàng, sau đó đặt linh vật lên. Phong thủy Tam Nguyên còn hướng dẫn phương pháp bố trí đường cấp thoát nước giúp căn nhà vượng khí. Hướng dẫn bố trí vật phẩm phong thủy giúp kích vận, hóa sát, chiêu tài lộc. Hướng dẫn bố trí bàn thờ gia tiên chuẩn phong thủy giúp việc thờ tự được linh ứng. Xem ngày, xem tuổi phù hợp để thực hiện tất cả các công việc khi xây dựng công trình. Ngày phá dỡ, gia chủ nên thực hiện từ lúc 9 giờ đến 11 giờ sáng ngày 24 tháng 6 năm 2023. Động thổ trong khoảng thời gian từ 9 đến 11 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 2023. Trấn trạch thực hiện trong khoảng thời gian từ 9 đến 11 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 2023. Để trạch chủ làm ăn phát tài sai lộc, cần tìm những người hợp tuổi với trạch chủ để đầu tư, lựa chọn các năm sinh con phù hợp. Trạch chủ tuổi Đinh Dậu nên kết hợp làm ăn hoặc tuyển nhân viên theo tuổi: tuổi Thiên Can, Nhâm, tuổi Địa Chi, Ngọ, Hợi, Dậu, Tam hợp, Tý, Dậu, Sửu, Lục hợp, Thìn. Sau khi phác thảo bản 2D,
Chúng tôi đã dựng bản 3D để quý gia chủ dễ dàng hình dung về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà vừa đẹp về hình thức, vừa chuẩn về phong thủy và theo yêu cầu của khách hàng với mong muốn giúp gia chủ bình an, tăng sinh tài lộc. Để được tư vấn về dịch vụ, quý gia chủ vui lòng liên hệ tới số hotline 1900 2292 hoặc để lại bình luận phía dưới video này.